Không, chúng tôi vừa sống dưới nước, lại vừa sống trên cạn bạn à. Nên con người gọi chúng tôi là động vật lưỡng cư. Nếu bạn muốn biết vòng đời của họ nhà ếch diễn ra như thế nào, thì hãy cùng theo dõi sự sinh sản và phát triển của chúng tôi nhé. Trả lời sai rồi, mình cùng làm lại nhé. Khi ở trong tư thế cộng ghép đôi, ếch được thụ tinh trứng khi mà chúng được ếch cái thả xuống. Ếch thường, một thời gian ngắn sau khi trứng nở, các con nòng nọc con vẫn ăn phần lòng đỏ còn lại của trứng, phần mà thực sự được nằm trong. Sau khoảng 6 đến 9 tuần thì đôi chân nhỏ xíu bắt đầu nhú lên. Đầu trở nên rõ ràng, chi tiết hơn và thân mình dài. Giờ thì, từ tuần thứ 12 đến 16 tùy thuộc vào nguồn nước và thức ăn của chúng, ếch đã hoàn tất chu trình phát triển đầy đủ của nó.